nghệ sĩ guitar Vũ Hiển ạ. Cảm ơn anh và mời anh sẽ cùng ra đây trò chuyện với chúng tôi một chút. Như vậy là lại được nghe lại Mi Favorita, một bản nhạc của nghệ sĩ guitar Daniel Forte. Và như anh Vũ Hiển đã giới thiệu từ đầu chương trình thì cái bản nhạc này nó giống như là một cái bản tình ca mà người nghệ sĩ dành cho chính người bạn đã đồng hành cùng với mình, chính là chiếc cây đàn guitar này. Thế nhưng mà hình như là chắc là quý vị khán giả cũng như là Xuân Quỳnh nhận ra là tiếng đàn của cái phần lần chơi này nó khác hơn so với cả của lần chơi đầu tiên đúng không anh? Vâng. Từ đâu nó lại có sự khác biệt đấy ạ? Có lẽ là do tức là cái giai điệu thì vẫn thế, cái cách chơi thì vẫn thế. Vâng. Nhưng mà cái âm sắc thì khác nhau đúng vì là hai cây đàn mình chơi trên hai cây đàn khác nhau. Có phải hình như là nó hơi ấm hơn một chút, nó dày hơn. Đúng rồi. Cái cây đầu tiên mình chơi là cái cây đây. Cây này là cây Masaru Kono. Vâng. Dạ vâng. Cái cây đàn này là của Nhật. Đấy, một cây đàn rất là quý. Đấy thì cái cây này thì là cái cây cuối cùng của một nghệ nhân huyền thoại số 1 Nhật Bản. Okay. Tức là cái này là được xác nhận bởi chính cái người truyền nhân của ông ấy. Thế là đây là cây cuối cùng, cái chữ ký cuối cùng của ông ấy trên cái cây top model. Giá trị năm không thể tính được. Đúng cái năm mà ông ấy mất là năm 98. Dạ vâng. Thì cái cây này nó có một cái âm thanh nó như lúc đầu bạn chơi nghe là nó rất là dịu dàng và dạ, nó tinh tế. Đúng rồi. Nó như kiểu những cái giọt sương ấy. Ừ. Còn cái cây này thì cây mình vừa chơi, cây này thì là huyền thoại thuộc dạng lại là top đầu của guitar rồi. Ừ. Đây là cây Fletta. Dạ vâng. Của Tây Ban Nha. Ừ. Đây là ông này là nghệ nhân thuộc dạng gọi là vĩ đại bậc nhất rồi. Vâng, tôi thấy anh còn hai cây đàn nữa giới thiệu tiếp đi ạ. Ừ. Không biết là nó có sự khác biệt như nào về chất liệu không? Khác rất là nhiều đấy. Đây dạ, để vâng. Mình cái cây này thì cũng gớm. Cái cây này của tớ là cây Daniel Ferric, một cây đàn của Pháp. Vâng. Đấy, đây cũng là một huyền thoại. Tức là hai ông đứng cạnh nhau là ông Daniel Ferric và ông Fletta. Dạ vâng. Thì mình cũng may mắn sở hữu được cái cây này. Wow, nó rất là vang. Đây, nghe thích nhỉ? Này, bạn nghe là tiếng u không? Đúng ạ. Chỉ có Daniel Ferric mới làm được điều đấy. Tức là ông ấy nói rằng là cái cây đàn của ông ấy khi mà một âm thanh vang lên ý, thì sẽ có một cái trồng âm, một cái bội âm nó đi theo. Wow. Nó ao theo luôn. Thiết kế âm học của những chiếc đàn này phải nói rằng là rất phức tạp chứ không đơn giản như cái hình dáng của nó đâu. Đúng không ạ? Đúng rồi. Thế đây, cái bạn nhìn cái cây đàn này là cây đàn sản xuất năm 1988. 1988? Mình cũng... 30 năm tuổi. Bằng tuổi đời anh luôn. Vâng. Đúng rồi, gần bằng tuổi tôi đấy. Cái cây này thì trông nó không phải là đẹp đẽ gì. Trông nó rất là kiểu phong trần ấy. Đấy. Trải qua rất là nhiều thời gian. Nhưng mà đây là cái thời kỳ đỉnh cao của Daniel. Vâng. Là cái từ năm 80 đến năm 90-95. Vâng. Thì những cây đàn của ông bây giờ nó có cái giá trị rồi. Wow. Kiểu như đất ấy, nó cứ cao tăng giá dần lên. Cho nên dạ vâng. Mình phải sở hữu ngay một cây. Dạ vâng. Thực ra là cây đàn cuối cùng. Thực ra là cái cây đây. Cây này thì cũng là của Daniel Ferric. Dạ nhưng vâng. Mà là cây này là cây từ năm 1972 cơ. Wow. Wow, còn lâu đời hơn nữa. Lâu đời hơn. Wow. Đấy, từ thì thời gọi cái là đây lập bạn nghiệp nhìn đấy, cái cây này, cái cây 72 này thì nó như mới. À, đúng rồi. Là nguyên bản hoàn toàn. Tức là cái đàn anh cũng hiểu là biết cách chăm sóc bảo tồn những cái đàn guitar này. Đấy, âm của cái này thì không bằng cái kia. Ừ, đúng. Nhưng mà bởi vì là cái nó có độ vang tốt hơn. Bạn thấy là bạn tích đấy, bạn nói được. Vâng. Thực ra là còn một cây nữa ở kia kìa. À vâng. À. Nhưng mà có thể thấy rằng là anh Vũ Hiển không chỉ là một người chơi nhạc mà còn là người sưu tầm. Đúng không? Có thể gọi là sưu tầm rất là nhiều cây đàn guitar. Cụ thể là anh có bao nhiêu cây đàn trong bộ sưu tầm của mình? Để mà nói về kiểu cái số lượng mà mình sưu tầm bây giờ thì có khoảng 140 cây. Wow. Yeah. Một gia tài đấy. Okay. Một gia tài. Nhưng mà những cái cây mà kiểu rất là đáng kể ấy, thì khoảng hơn 20 cây là những cây mà kiểu như mấy cây này. Mình không thể đem đi quá nhiều được. Giá trị và nó gắn bó với anh từ rất là lâu rồi. Có cây lâu có cây mới, mình cũng nhiều năm nay thì mình là rất là kiểu sưu tầm, kiểu để ý và tìm hiểu về đàn guitar. Vậy thì thực ra là cây đàn guitar đã gắn bó với anh từ bao giờ? Để mà bắt đầu tập đàn, chơi đàn thì là mình học từ hồi 5 tuổi. 5 tuổi là bắt đầu mây mò. Gần như cả đời mình. Mây mò. À. Mê đàn từ hồi 5 tuổi. Thế còn gọi là đào tạo thì anh được đào tạo đến mức như thế nào? Mà chuyên nghiệp hay bán chuyên hay là mình chơi vui thôi? Trước thì đến năm vào cấp 3 thì mình vào trường nghệ thuật mình học. Vâng. Học trong đấy 7 năm thì tốt nghiệp trường nghệ thuật Hà Nội. Vâng. Thì sau đấy thì bây giờ thì mình đi biểu diễn rồi dạy học. Là, rồi là đấy đại khái đấy sưu tập đàn. Tức là mình gần như là làm chuyên tâm về đàn. Bây giờ chỉ tập trung cho đàn thôi. Đàn và rồi hình như là anh còn tổ chức cả những cái festival đúng không ạ? Về đàn guitar hãy cho hàng năm
hàng năm thì mình có một cái festival quy tụ khá nhiều nghệ sĩ quốc tế. Thì là mình cũng kiểu chịu lỗ thôi. Chịu lỗ tự tổ chức chịu lỗ. Và tôi biết là những cái festival thì nó rất là tốn chi phí đúng không ạ? Nhưng tại sao lại như thế ạ? Tại sao anh lại tổ chức những cái festival như thế để với một cái mong muốn gì cho cái festival đấy ạ? Hơn 10 năm nay thì mình có một cái mong muốn là kiểu sẽ có nhiều người chơi đàn guitar trở lại. Thì thực ra trước 10 năm trước thì cũng kiểu ít người chơi đi, rất là ít người chơi guitar classic kiểu như mình. Đấy, bạn thấy là trông cũng kiểu cách ngồi trông cũng không giống kiểu bình thường. Đúng rồi. À, thì chơi độc tấu thì ít người chơi lắm. Thế là mình cũng tổ chức những cái hoạt động. Thì festival thì cũng là một cái cách để thực ra là 5 năm nay, 6 năm nay là mình làm vì là mình muốn kiểu guitar Việt Nam bắt đầu phát triển rồi. Thế giới mình muốn thế giới biết đến nữa. Thì bây giờ cũng khán giả nghe guitar Việt Nam rất là đông. Mà đúng là ngày xưa ấy, cái thời mà tôi vẫn nhớ là lớp hè lớp 9 đến lớp 10 thì tôi được bố mẹ cho đi học guitar và cũng bắt đầu tiên với những cái bài học rất là vỡ lòng về guitar là chính là học guitar classic, guitar cổ điển. Chơi trên dây ni lông và chơi những cái bản nhạc độc tấu. Và thực sự là nó giúp cho mình cảm thấy rất là yêu âm nhạc. Và những lúc như thế thì mình cảm thấy là đúng là đấy là cũng là một cách để tiêu khiển. Rồi là mình tự nhiên là cái tâm hồn mình nó phong phú hơn rất là nhiều. Cùng với một cái nhạc cụ có rất là, thực ra là dễ tiếp cận với rất là nhiều người. Và phong trào nó cũng đi lên chính là nhờ những người như anh Vũ Hiển rất là có tâm với đàn guitar. Nhưng mà được biết là anh còn chơi trong các cái lần đi ra nước ngoài, được mời đi biểu diễn quốc tế. Hãy cho kể cho tôi nghe cái lần nào mà anh cảm thấy ấn tượng nhất và đáng nhớ nhất. Mình cũng đi diễn ở Thái Lan, Tây Ban Nha với cả Indo. Cũng có nhiều nước mời. Đấy thì nhưng mà cái buổi mà diễn mà đáng nhớ nhất thì là chính là cái buổi diễn vừa rồi, tức là tháng 5 vừa rồi. Là mình sang Tây Ban Nha diễn thì hôm đấy mình nó kể mọi người là cách đây 4 năm thì tôi đã đến đây, đến cái Vincent này thì tôi đã thấy cái hoàng hôn ở đây nó rất là đẹp. Nó cứ dài mãi không chịu tối. Thế là vì tôi đã viết một bài tên là Hoàng hôn ở Vincent. Thì bây giờ tôi sẽ tặng cho mọi người. Đó, tôi cũng đang định muốn nghe thế xem là tôi chơi cái bài đấy thôi, thế là chơi xong thì thấy ở dưới kiểu có mấy người mắt đỏ. Cũng rơm rớm rất là xúc động, đúng không ạ? Rất là xúc động. Vâng, xin mời anh. Có thể có một đoạn là hoàng hôn ở Vincent đấy ở trong cà phê sáng được không anh? Một đoạn ngắn thôi. Okay, vâng. Đấy, phải mang ngay đàn xịn nhất ra. Mình sẽ chơi trên cái này một đoạn. Cái tư thế ngồi này thì nó sẽ hơi khó, thành ra là sẽ chơi một đoạn thôi. Cũng bất ngờ quá, tự nhiên nhắc đến vậy đấy lại chơi luôn. Guitar Vũ Hiển với một đoạn nhạc do chính anh sáng tác và cảm ơn anh đã nuôi giữ cái lửa đam mê cho chính mình để có thể tạo ra một cái môi trường, một cái cộng đồng yêu guitar, yêu những cây đàn và dĩ nhiên là truyền lửa cho cả những thế hệ trẻ hơn nữa. Và đó cũng chính là cái từ khóa mà đã xuất hiện trong ba từ khóa mà chúng tôi lựa chọn ngày hôm nay cho cà phê sáng. Xin được cảm ơn nghệ sĩ guitar Vũ Hiển, chúc anh sẽ luôn luôn thành công với những cái dự án cũng như là những công việc của mình liên quan tới cây đàn guitar.